Xem chia tay xin chào anh chị. Hôm nay xem chia tay lại tiếp tục xem tử vi cho ba con giáp sinh ra đã gặp khá là nhiều may mắn, cũng như là trong cuộc sống thì những anh chị này rất tài giỏi hơn người. Và những anh chị này thì tay không làm nên cơ đồ và sự nghiệp khiến ai cũng phải nể phục. Liệu anh chị có nằm trong những số con giáp mà xem chia tay vừa nêu đây không? Thì xin anh chị hãy xem video của xem chia tay xem tử vi tướng số cho các anh chị tuổi này nhé. Và trước khi xem tử vi của xem chia tay hướng dẫn, anh chị cho xem chia tay một like cũng như là comment hoặc là nhấn vào hai chữ đăng ký nằm ở góc phải màn hình. Và xem chia tay cũng xin chúc anh chị thân tâm thường an lạc và sức khỏe. Và đầu tiên thì xem chia tay sẽ nói tóm tắt về những anh chị ăn nên làm ra mới được ước thấy. Và những anh chị này thì có tuổi là tuổi Tý nha. Và trong 12 con giáp thì tuổi Tý sẽ là tuổi đứng đầu. Và những anh chị mà tuổi Tý thì cho thấy có số mệnh rất là phú quý và luôn luôn được quý nhân giúp đỡ và trợ sức. Và những anh chị này đa số tham vọng rất là nhiều và cũng có tiền tài, công danh sự nghiệp rất là ổn định bắt đầu từ tuổi 30 đi lên. Thì những anh chị này có công danh sự nghiệp tiền tài khá là vững vàng. Và phụ nữ hay là nam giới mà đứng vào tuổi Tý thì sinh ra rất là nghị lực, có nghị lực rất là tốt và rất là mạnh mẽ nha, như thân cây xương rồng. Tuy không xinh đẹp và rực rỡ như bao con giáp khác, nhưng những anh chị tuổi Tý lại là những người có số mệnh rất là tốt, cả đời sống trong sự vô ưu vô lo. Và cũng như là những anh chị này cũng sống cả đời có phúc khí, dễ dàng được thần tài ưu ái. Ở đây luôn luôn được âm phò dương trợ, quý nhân giúp đỡ và thần tài chiếu cố. Thì trong cuộc đời từ tiền cho đến trung, thì bắt đầu từ trung vận đi lên thì những anh chị này sẽ có lộc bất ngờ của thiên tạo khá là lớn. Và hậu vận sau này thì nhà cao cửa rộng, đất cát rất là nhiều. Và những anh chị tuổi Tý thì có trí nhớ rất là cao và cũng có thể được gọi là những anh chị này rất là mạnh mẽ trong cuộc sống. Có việc gì khó khăn thì những anh chị này rất là cố gắng để vượt qua, chứ ít khi mà bỏ ngang nhé. Và trong sự nghiệp cũng như là công danh tiền tài thì trên thương trường cũng như là chiến trường thì những anh chị này rất là tài giỏi. Những anh chị tuổi Tý thì có thể là có địa vị trong cuộc sống, nên những anh chị này thì 70% là có địa vị nha, có công danh cho người sự nghiệp từ rất là sớm. Và có thể là một tay thì những anh chị này có thể là dựng nên cơ đồ và hô phong hoán vũ nha, hô mưa gọi gió rất là tốt. Những anh chị tuổi Tý thì đa số có tài rất là nhiều. Và không chỉ có thể tự mang lại may mắn cho mình, mà những anh chị này còn được thần linh che chở, cho nên là bản thân luôn luôn được quý nhân giúp đỡ và được âm phò dương trợ, nên sự nghiệp của những anh chị tuổi Tý thì luôn luôn được thăng hoa vượt bậc. Ví dụ như là trong cuộc đời của những anh chị này thì có thể là những anh chị làm lao động chân tay thì cũng có thể là sau này có nhà cao, gần nơi sự nghiệp cũng tốt. Và những anh chị mà có địa vị trong xã hội thì có sự là thăng lương lên chức rất là nhanh chóng. Và bắt đầu từ sang năm là năm 2022 á, thì những anh chị tuổi Tý này á, thì có thể là đi lên như diều gặp gió, chứ không có gì là khó khăn hay trở ngại. Và trong cuộc đời những anh chị tuổi Tý á, thì từ tiền cho đến trung thì có cơ ngơi sự nghiệp, nhưng mà phải cố gắng là tạo thêm nhiều công đức để cho công danh sự nghiệp của mình nó được bền vững hơn. Chứ những anh chị này thì từ tiền vận hơi lận đận, nhưng trung vận đi lên thì khá là tốt, ăn nên làm ra mới được ước thấy. Nhưng hậu vận sau này thì có một phần trôi chảy, cho nên ở đây những anh chị này phải cố gắng là tu nhân tích đức và phóng sanh làm lành làm thiện, thì trên con đường công danh và sự nghiệp nó mới được ổn định từ tiền cho đến trung cho đến hậu nhé. Vừa rồi thì xem chia tay đã hướng dẫn cho anh chị đó là xem tử vi của những anh chị tuổi Tý. Và tiếp theo thì xem chia tay sẽ nói đến những anh chị tuổi Dần bắt đầu từ năm 2022 đi lên. Thì trong cuộc sống, những anh chị tuổi Dần thì rất là tốt. Đời sinh ra, những anh chị tuổi Dần rất là mạnh mẽ và có ý chí rất là kiên cường. Và những anh chị này rất là kiên định và không bao giờ khuất phục trước số phận khó khăn. Và những anh chị tuổi Dần thì sinh ra một số mệnh rất là phú quý và sang giàu, và có được là sao may mắn luôn chiếu mệnh. Nên trên cuộc đời của những anh chị này luôn luôn được thần tài, thần linh chiếu cố, có phúc khí mang lại tài lộc may mắn, cũng như làm việc gì cũng thành công. Nói chung là những anh chị này làm việc khó tới đâu thì cũng đều có quý nhân giúp đỡ, là âm phò dương trợ. Nên trên đường đi của những anh chị tuổi Dần luôn luôn được thành công, như có người khác đã rải hoa hồng và lót sẵn thảm đỏ cho những anh chị này đi ngang qua.
Và những anh chị khác thì mơ được ước sẽ thấy như anh chị tuổi Dần thì cũng rất là khó khăn. Vì những anh chị tuổi Dần thì trong cuộc sống rất là cố gắng. Và những anh chị này thì bắt đầu từ sáng năm thì cũng là năm Dần, thì cho thấy những anh chị này như hổ mọc thêm cánh, có thể là làm ăn gặp nhiều thuận lợi, thành công sẽ như ý. Và những anh chị này cũng có thể là hỗ trợ cho anh chị em, cô bác, dì chú bác hay là nội ngoại hai bên trong gia đình rất là tốt. Và những anh chị này có địa vị và sẽ nâng đỡ cho anh chị em ở trong gia đình đi lên giống nhau. Ví dụ như là những anh chị này sẽ tạo công ăn việc làm cho những người xung quanh, ví dụ như là anh chị em, rồi bạn bè. Đã bước vào giai đoạn trung niên đi lên thì những anh chị tuổi Dần có một phần là vấp ngã nhưng mà không có đáng kể. Và bắt đầu từ sang năm, năm Nhâm Dần thì những anh chị tuổi Dần sẽ đạt được điều mình mong muốn. Ví dụ như anh chị này mơ được ước cho thấy mơ 1 nhưng mà được tới 10 nha. Và chỉ cần vài năm nữa, ví dụ như là năm Dần nè, rồi đến năm Mậu nè, hoặc là năm Thìn, rồi năm Tỵ, thì cỡ 3 năm nữa thôi thì những anh chị tuổi Dần sẽ là một người rất là đặc biệt. Ví dụ như anh chị này có địa vị nè, và cũng ăn nên làm ra và sống trong nhà cao cửa rộng. Và những anh chị nào mà đang nợ nần thì cũng cho thấy bắt đầu từ năm Nhâm Dần đi lên như hổ mọc thêm cánh nha, thì những anh chị này sẽ đi lên như diều gặp gió nha, và vươn lên rất là rực rỡ. Và một năm thì anh chị này sẽ rất là giàu lên. Ví dụ như là anh chị này càng giàu lên. Ví dụ như là anh chị này sẽ được âm phò tương trợ quý nhân giúp đỡ, và có một thêm bứt phá và một cái trí nhớ thông minh, và cũng như là có thể kinh doanh buôn bán hay là sử dụng nghề nghiệp cũng đều ổn định. Cho nên những anh chị này sẽ đi lên rất là tốt. Và hậu vận sau này thì con đàn cháu đóng và sống trong nhung lụa ngọc nga. Rồi vừa rồi là xem giờ tay đã hướng dẫn cho anh chị xem tử vi, đó là những anh chị là tuổi Dần ha. Và tiếp theo thì xem giờ tay sẽ hướng dẫn cho anh chị bắt đầu từ năm 2022 đi lên, cũng như là hướng dẫn cho anh chị xem tử vi tướng số để anh chị biết một năm là 12 tháng của những anh chị tuổi Thìn sẽ ra sao như thế nào. Và tiếp theo thì xem giờ tay sẽ xem tử vi cho những anh chị tuổi Thìn nhé. Thì những anh chị tuổi Thìn thì từ khi mới sinh ra thì đa số hết 90% thì anh chị sẽ có sinh trong một gia đình có điều kiện nhé. Từ nhỏ đã được cha mẹ thương yêu và chiều chuộng, cũng như được anh em là nâng đỡ, sống trong cuộc sống rất là hạnh phúc. Và những anh chị này đa số thì sống rất là sung sướng và hạnh phúc hơn là những anh chị em còn lại. Ví dụ như những anh chị này có 70% sinh ra trong một gia đình rất là có cơ ngơi sự nghiệp, sướng từ nhỏ tới lớn chứ không có khổ nha. Và lớn lên thì gặp chồng có địa vị, cũng như trong cuộc sống những anh chị tuổi Thìn thì đa số sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi thành công, cũng như là sống hạnh phúc và không có khổ cực như những con giáp khác. Thì trên con đường hôn nhân hay tiền tài vật chất cũng vậy ha, những anh chị này có cơ ngơi sự nghiệp từ rất sớm, ví dụ như cỡ 25 tuổi đi lên thì cho thấy những anh chị mà tuổi Thìn sẽ có cơ ngơi sự nghiệp và có trí nhớ rất là thông minh, tài tình và luôn luôn rất là năng động. Và những anh chị mà tuổi Thìn thì luôn luôn được thần tài chiếu cố phù hộ, nên trên con đường làm ăn, công danh sự nghiệp và tiền tài thì tiền hết lại có, vơi thì lại đầy, vì bên cạnh luôn luôn có thần tài chiếu cố nha. Và những anh chị này thì sướng từ bé tới lớn, tính tình thì hiền, phúc hậu, đạo đức và sống trong sự khỏe mạnh và ít khi khổ cực, không đau khổ vì tiền hay là tình hay là cái gì hết tất cả nha. Nói chung là trong cuộc sống thì ai cũng có sự buồn vui hay là vui buồn lẫn lộn ha, nhưng mà đa số thì những anh chị mà tuổi Thìn á thì có nhiều niềm vui và hạnh phúc và được nhiều người thương kẻ mến, cho nên là những anh chị này sống trong nhung lụa ngọc ngà và ít khi gặp mà phải là sự cực khổ hay là thương đau và không có khổ đau về vấn đề cơm áo gạo tiền. Và đặc biệt hơn nữa thì cho thấy những anh chị mà tuổi Thìn sinh vào ban đêm á thì những anh chị này được sao tử vi chiếu mạng, nên trong cuộc sống sẽ gặp nhiều may mắn hơn là những con giáp khác. Và trong cuộc sống luôn luôn được quý nhân giúp đỡ, âm phò dương trợ, cho nên khi đi ra ngoài làm việc gì cũng rất là dễ dàng thành công, và cũng như là công việc hay là công danh sự nghiệp của anh chị này làm chơi nhưng mà chơi là thật là thật. Và cũng như là trong công việc thì những anh chị này dễ dàng sắp đặt, cũng dễ dàng thành công, vì bên cạnh luôn luôn được quý nhân giúp đỡ, âm phò dương trợ, nên xin cầu được công danh và sự nghiệp tiền tài của anh chị này ít khi bị gian dở. Và những anh chị này ăn nên làm ra, và những anh chị mà tuổi Thìn thì cũng cho thấy sau này nhà cao cửa rộng, có mạng lãnh đạo ha, rất là giỏi và thông minh, không thua kém đàn ông, cũng như là phụ nữ thì cũng không thua kém đàn ông nè, và cũng như là nam giới thì khôi ngô tuấn tú và rất là thông minh. Thì đa số 90% những anh chị mà tuổi Thìn sẽ có địa vị rất là lớn nha, nên có thể là lo việc thánh dưới gánh việc trần,
Thì những con giáp mà Sam chia tay vừa nêu trên đó là tuổi Tý nè, và tuổi Thìn, và cũng như là tuổi Hổ là tuổi Dần ha. Thì cho thấy ba con giáp này trên lo việc thánh dưới gánh việc trần, hậu vận sau này rất là tốt, luôn luôn được âm phò nhân trợ quý nhân giúp đỡ, nên trong cuộc sống sau này có những gì xui xấu nhờ đó cũng được là hóa nguy thành an. Đó, và rồi là Sam chia tay đã hướng dẫn cho anh chị đó là ba con giáp sẽ gặp khá là nhiều may mắn bắt đầu từ năm 2022 đi lên. Thì những anh chị này như Hổ mọc thêm cánh, hoặc là Song Long, hoặc là cũng có thể là những anh chị này sẽ rất là tốt về mọi mặt. Và trong cuộc sống thì từ tiền vận hơi lận đận, nhưng mà trung vận đi lên thì sẽ rất là tốt. Bắt đầu tuổi 25 đi lên hoặc là 30 thì những anh chị này sẽ có cơ ngơi sự nghiệp và ăn trên ngồi trước, được thiên hạ xem trọng và kính mến. Và cũng như là có duyên ăn nói cho tài ngoại giao, có thể là kinh doanh buôn bán hay là tạo dựng cơ ngơi sự nghiệp bằng đôi bàn tay trắng, rất là giỏi nha. Hai bàn tay trắng nhưng mà làm nên sự nghiệp. Và một lần nữa Sam chia tay xin chúc mừng ba con giáp vừa nêu trên. Những anh chị nào mà có tuổi ở trong đây thì xin chúc mừng những anh chị này. Và một lần nữa Sam chia tay xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo nha.